Rồi vừa rồi có anh dùng gói cấp kết BC dùng chung với mình đăng nhập mọi thứ ok rồi thì anh hỏi thêm là làm thế nào mà có một cái bài nhạc mà mình nghe qua thấy hay quá nhưng không biết tên, làm sao mà tìm được cái tên bài hát theo ý của mình ấy. Rất nhiều cái tình huống à, lên YouTube anh chị tìm cái list nhạc không có tên hay là một cái bài hát người ta đang livestream hay là sau đó mà mình không biết thì mình hoàn toàn có thể là chọn cái attention của thằng Chrome ấy, là cửa hàng Chrome trực tuyến này. Sau đó mình sẽ tìm vào trong đây là mình tìm một cái tên nó là Aha Music hay Aha Music. Thì khi mình tìm Aha Music thì mình có thể là thêm vào Chrome. Đấy, nó là cái trình duyệt tìm bài hát cho trình duyệt ấy, trình tìm bài hát cho trình duyệt và mình add cái thằng attention vào. Đấy, khi mình add attention vào á thì anh chị click vào cái mảnh ghép trên đây này. Nó có icon mảnh ghép ha, không phải là dấu tải xuống đâu. Icon mảnh ghép và tích vào cái phần ghim. Như vậy thì cái tiện ích này nó luôn luôn ghim trên trình duyệt của mình. Và nhiệm vụ của mình khá đơn giản, bây giờ mình hoàn toàn có thể là tìm một bài hát trong YouTube, tìm trên cái TikTok mà nó nằm trong trình duyệt của mình thì mình đều có thể tìm được cái bài hát nó đang phát. Thì bây giờ mình sẽ tìm một cái list nhạc bất kỳ đi. Cái list nhạc này nó đang live, nó đang livestream nên mình không thích, mình chọn cái bài nhạc này. List nhạc này thì mình có rất nhiều cái tên bài hát ở đây rồi nhưng mà nó không có cái thời gian à, tham thời gian à, nó chỉ đánh số thứ tự thôi. Nên là bây giờ nhiệm vụ của mình là mình chọn một cái nơi bất kỳ này và mình tua cho nó chạy. Tua cho nghe. Và vì lý do bản quyền nên mình sẽ tắt ha. Mình chỉ cần click vào trong cái phần tìm kiếm của cái attention đầu tiên mình ghim vào đó thì nó sẽ tự động tìm. Thì cái quá trình này nó sẽ diễn ra theo thời gian thật luôn. Và mình thấy là nó nấp mất tầm 10 giây đến 12 giây thì nó sẽ tìm ra. Đấy, mình tìm được cái bài là It's Your ha. I'm Your. Thì bây giờ mình có thể là mình click vào trong cái bài nhạc đó thì nó ra được cái tên này. Cũng như là những cái nền tảng như Spotify, Apple Music hay là thằng Deezer. Deezer. Thì bạn hoàn toàn có thể là chọn ở một nền tảng bất kỳ bạn nghe, bạn tải về gì đó. Nhưng mà với mình thì một cái tên là quá đủ rồi. Và cái ví dụ tiếp theo là mình ví dụ với cái nền tảng là TikTok. Bạn nghe một bài nhạc như thế này ha. Và mình sẽ chọn cái video này, sau đó mình copy cái link mình cho vào đúng trình duyệt nha. Thì bạn không thể là bạn để hai trình duyệt khác nhau mà bạn biểu nó tìm được, tại vì nó không có cái tiện ích. Rồi mình chỉ có bát vào đây thôi và cho nó phát. Nó phát thì mình tắt, tạm thời mình tắt nha. Rồi bây giờ mình bật cái thằng mặc dù mình tắt âm của cái bài nhạc á nhưng mà cái trình duyệt nó mình đang đang phát nha, chẳng qua mình tắt tiếng và mình sửa bản quyền thôi. Đấy thì bạn sẽ thấy là cái thằng nó đang tìm và nó tìm ra bài là bạn xem này, nó còn lịch sử của cái bài trước luôn, rất là tiện. Ví dụ âm do của mình nó vẫn còn và mình lít vào thì trong đây nó có bài nhạc là tên là chúng ta chỉ đã từng chúng ta chỉ đã từng yêu Vina House này. Thì bạn chỉ cần biết là cái bài nhạc đó là cái gì thôi, copy cái tên và bạn cho vào trong YouTube, bạn tìm bao nhiêu thứ nó cũng ra. Vâng, bây giờ mình tìm này. Thì đấy, đấy là cái trả lời có thỏa đáng cho câu hỏi của anh không. Nếu mà thấy video này hay, mọi người cần á thì cho mình một like, một subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.